Vâng, và xin mến chào tất cả quý vị và các bác. Hôm nay thì bên em có đi được hai đôi, những cái đôi loa JBL rất là chất nha các bác nhé. Đây, khách đến tận cửa hàng bên em lấy luôn. Rồi, đây là hai đôi các bác nhé. Một đôi bộ 5 và một đôi bộ 3 luôn. Đấy, rất là chất luôn. Đấy, bác khách bác cái đánh ô tô đến tận cửa hàng, ba cái lấy luôn. Và đây là đang chèn xốp ba cái cũng không cần đóng vào luôn. Đấy, ba cái cũng rất là sung sướng khi mà mua được hai đôi này, và cũng đang nôn nao là lấy được hai đôi này để mà về chơi luôn. Cho nên là ba cái cũng không cần bên em đóng, chỉ chèn vào như thế này thôi, xong rồi là về là ba cái chơi thôi. Đấy, và đây là ba chiếc nhé, ba chiếc, và đây là một chiếc, một chiếc bác khách đã cho vào trong này. Đấy, vâng, bên Cốc Cốc Audio chúng em cũng rất là vui mừng luôn. Đây nhá, đây là cái bát 20. Đấy, một chép này, một chung và một bát 20, rất là chất. Đấy, để nói là rất là chất luôn. Và xe của bác ấy thì cũng khá là rộng, bác ấy quất luôn hai đôi. Đấy, quất luôn hai đôi. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã quan tâm và ủng hộ bên Cốc Cốc Audio chúng em. À, cũng khá là khó khi cho lên thùng xe các bác ạ, khá là khó luôn. Đấy, khá là khó cho lên xe nhé. Một cái bộ dài 5 của nó là 1m3 các bác ạ, 1m3, cho nên là khi mà cho vào thùng xe thì nó cũng hơi khó một chút xíu.